chào anh em, hôm nay Nghĩa Đô xin test con vàng Theta K3, vàng số Theta K3. Con này là phiên bản tiếng Anh anh em nhé. Còn tiếng Anh hết từ trong ra ngoài. Đang kết nối bằng cổng quang em nhé. Đêm trăng đào tới, đời chiều vàng hôn lên làn tóc. Đời một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tinh tú trời cao, thành vương niềm sáng. Khai lễ đăng quang, vũ trụ lên đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắc đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu nay tình ái đó sáng trong anh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vang vương đôi buồn hoa. Anh đến lâu hoa làm thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà test cái chất âm của con vang số Theta K3 anh em nhé. Một hàng vang số thương hiệu nổi tiếng nội địa Trung Quốc cho anh em về sử dụng. Con này thì cả về phần echo, về phần di vật là hỗ trợ tất cả những cái tính năng mới nhất của vang số đều có ở trên con này. Kể cả cổng quang optical hay là âm thanh ra rất là tuyệt vời. Mới giá 2,5 triệu một con này bao ship. Anh em nên để ý là con này nó có một bản hàng nội địa toàn chữ Trung Quốc em nhé. Anh em về thì nó sẽ khó dùng, người không biết về chữ tiếng Trung nhé. Còn đây là phiên bản đã được tiếng Anh hóa hết này. Tất cả bên trong này, phần menu này nó đều là tiếng Anh hết. Ví dụ anh em ấn vào phần mic này. Đấy, phần input này. Tất cả những phần trong này nó đều là tiếng Anh. Đấy, cho anh em về rất dễ dùng. Còn một số phiên bản khác thì nó sẽ là tiếng Trung toàn bộ luôn, từ trong ra ngoài thì rất khó dùng. Đấy, về cái bản tiếng Anh hóa này thì nó sẽ mất thêm chi phí để mình chuyển sang tiếng Anh anh em nhé. Còn rất nhiều đồ karaoke khác. Đấy, cho anh em sử dụng. Để test một con vang số này để mai chuyển đi cho một khách hàng. Đấy, bên em có rất nhiều sản phẩm khác anh em nhé. Từ vang số, cổng quang, cổng trường đến cục đẩy, công suất từ nhỏ tới bé và tất cả loa full, loa 5. Hôm buổi tối nhưng mà anh điện nó hơi lóa các bạn anh em nhé. Lô kênh, kỳ đào, loại loa 5, JBL, BMW. Kia là con CAF. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô có số điện thoại 0934573743. Và anh em có thể truy cập website nghĩa-đô.com để tìm hiểu thêm những sản phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.